đồ cuộc chịu quá. Ba con luôn. Bốn con. Rồi có trứng đó. Làm một cái lóc. Thả đi, cái nhỏ thả. Chỉ bắt cá bự thôi. Lên tim. Túi sâu quá. Con cá lóc. Mà đây có cái giới đặt bao lâu nữa các bạn. Khô hết trơn nha. Lúa thì xanh đẹp luôn. Nhóc cá lóc luôn. Trụ
Chạy Ngọc kìa.
sau khoảng thời gian đi xe thì nhiều quả cá quá thì giờ mình về nha các bạn. Sông nhỏ. Ok. Đó, nãy giờ xe nha các bạn. Còn nhóc ở dưới vậy á. Nặng luôn. Cái gồ với cá lóc. Rồi video mình xin tạm dừng đây nha. Xin chào các bạn, mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.